Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư, một lô đất nằm tại ấp 4 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Lô đất em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư, có chiều ngang mặt tiền đường bê tông là 23m, sâu xuống là 66, trên đất của mình có sẵn 100m thổ cư và diện tích đất của mình là được 1.194m2. Nguồn gốc sử dụng đất của mình là đất trồng cây lâu năm, và cái tài sản mà trồng trên đất của mình hiện tại là trồng toàn bộ bằng cao su, đang cạo mặt kéo nha quý cô chú anh chị mình nha. Thì vị trí em đang đứng đây là ngay trên cái mặt tiền lộ nhựa đường liên xã của thôn Tư, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước. Từ đây mình di chuyển vào trong là sẽ ra thôn 5 hoặc ra ấp Phước Tiến của xã Hưng Phước, Phước Thiện, hoặc là di chuyển ra đường trung tâm thương mại của thị trấn Thanh Bình mình. Đó, và đường này là đường điện 3 pha wifi, dân cư đông đúc nha quý cô chú anh chị mình nha. Hiện tại là em đang quay khu dân cư này, còn đây là mặt tiền đường nhựa của mình ha. Và từ đây mình di chuyển thẳng ra là ra đường DT759B, đồng thời là trung tâm trường chợ trạm của Thiện Hưng, rơi vào bán kính là 3 km nha quý cô chú anh chị mình nha. Còn mình di chuyển cỡ 1 km là ra giáo xứ nhà thờ Châu Ninh, đồng thời là trung tâm trường chợ trạm có tiểu học nha quý cô chú anh chị mình. Đó, thì trong thời gian xem video của em, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư thiện chí với cái nguồn bất động sản em đang giới thiệu đây, thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Đó, thì theo em đây là cái đường thôn, đường nông thôn mới thuộc của cái thôn Tư, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước mình. Từ đường này mình di chuyển vào trong là khoảng 100m sẽ tới lô đất của mình. Và dọc trên con đường này của mình là đường Phủ Hồng nha quý cô chú anh chị mình. Có đường điện lấy từ đường điện 3 pha chính này ha, chạy thẳng vào trong cái lô đất em giới thiệu với cả nhà mình. Đó, và hiện tại đất của mình đã có sẵn 100m thổ cư. Thì đất của mình hiện tại là đất trồng cây lâu năm, sổ của mình là sổ màu hồng, sổ đỏ chính quy. Quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư cùng đi theo em để vào trong lô đất. Em giới thiệu đầu đuôi ranh giới cho quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Dạ đây nha quý cô chú anh chị, hiện tại là em đã di chuyển từ cái ngoài đường đó vào trong mình khoảng 100m. Thì quý cô chú anh chị mình nhìn này, có đường điện và dân cư ở là san sát đây luôn ha. Đó, và mặt tiền đường này là mặt tiền 3m do đường nhà nước làm nha quý cô chú anh chị mình. Dân cư nhà cửa cả nhà mình cùng quan sát này, ở đây cũng có nhà luôn ha. Và kế bên cái lô đất mình cũng có nhà luôn. Còn cái mặt tiền lô đất mình được sở hữu là ở đây nha. Bây giờ em sẽ lại chỉ ranh giới đầu đuôi cho quý cô chú anh chị mình xem. Và cao su hiện hữu trên lô đất của mình là cực kỳ đẹp luôn này. Đó, đây nha quý cô chú anh chị mình. Thì có nghĩa mình sẽ được 23m là từ đây ha quý cô chú anh chị mình. Từ đây ngay cái giữa hàng cao su này, đó, mình chạy sâu xuống là được 66m. Và đổ ngang cái mặt tiền bê tông này của mình là được 23m nha quý cô chú anh chị mình. Đó, và với tổng diện tích là được 1.194m2. Có sẵn 100m thổ cư. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 900 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình nha. Và quý cô chú anh chị mình lưu ý là sổ của mình hiện tại là đang sổ chung, chủ nhà là nhờ bên em quay bán. Và nếu quý cô chú anh chị mình thiện chí và liên hệ trực tiếp chủ nhà và mình mới cắt ra sổ nha. Đó, và đảm bảo của mình là sổ của mình đã có sẵn 100m thổ cư. Đó, và từ đây mình di chuyển ra đường DT759B, đồng thời là trung tâm trường chợ trạm là cực kỳ gần luôn nhé cả nhà mình ơi. Và đối diện với cái lô đất của mình chạy thẳng xuống dưới là cũng có một mặt tiền. Đó, và mặt tiền bên đó cũng bán với cái giá của mình là cô chú cũng cắt bán. Thì nếu quý cô chú anh chị mình xem ưng bên nào thì là mình sẽ mua bên đó nha. Đều là 20 sâu 66, có 100m thổ cư. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 900 triệu. Đó, và đường này là đường thông hết nha quý cô chú anh chị mình. Em sẽ quay và giới thiệu rõ cho quý cô chú anh chị mình nắm bắt được cái nguồn đất mình đang cần quan tâm và theo dõi ha. Thì từ vị trí cái lô đất em đang quay cho quý cô chú anh chị mình xem đây,
di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động là 170 km, từ Bình Dương mình di chuyển lên là 130 km. Đó, thì quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư sẽ di chuyển theo hai quốc lộ, đó là quốc lộ 13 và quốc lộ 14 nha. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp cái ranh giới ở bên hông cho cả nhà mình nắm bắt được nha. Đây cả nhà mình, trước mặt mình là mặt tiền đường bê tông và ranh giới của mình là đây nha. Đó, em giới thiệu thế này cho quý cô chú anh chị mình nắm rõ được. Nhưng mà đảm bảo chắc chắn với quý cô chú anh chị mình là trong quá trình mua bán đất đai bên em thì đến ngày mà công chứng hai bên là sẽ có địa chính đo đạc vào để xác định rõ là mình mua đúng số tờ, số thửa, đúng diện tích đất, và đặc biệt là đất của mình không bị tranh chấp, không nằm trong khu quy hoạch hay bị kê biên nha. Đó, và đất của mình cũng không có mồ mả, hố hang gì luôn. Em xin phép nói rõ để cả nhà mình yên tâm và liên hệ với bên em để mình mua được một nguồn đất giá cả hợp lý và phù hợp nha. Và có đặc biệt là quý cô chú anh chị mình biết sao không, đất của thôn 4, thôn 5 hoặc là từ thôn 1 tới thôn 5 của Thiện Hưng mình là sẽ sau này sẽ thuộc đất thị trấn nha cả nhà mình nha. Đó, em nói rõ để cho cả nhà mình có thể nắm bắt được những thông tin thiết yếu của lô đất mình đang cần quan tâm. Và nếu cái nguồn bất động sản em đang quay đây chưa phù hợp cho quý cô chú anh chị mình thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 9393 717 để có thể trao đổi về nhiều nguồn đất, là từ đất nhà, đất nền, đất sào. Nếu mà gọi cho em chưa có liên hệ được thì cả nhà bấm trực tiếp vào kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước của em nha. Đó, và trong thời gian xem em rất mong được sự quan tâm của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký ha. Bây giờ em sẽ quay toàn bộ dân cư xung quanh cái lô đất để cho cả nhà mình cùng nắm bắt được về dân cư nha. Thì cũng như em đã giới thiệu, đối diện với mình cũng là một lô 20, sâu 77 cũng có 100m thổ cư, giá cũng 900 triệu. Và lô em đang đứng đây cũng vậy, là sổ chung chủ nhà cắt ra bán. Thì bây giờ đây là mặt bằng chung xung quanh cái lô đất của mình. Đó, cả nhà mình lưu ý giúp em ha. Nóc nhà, đó, ở đâu cũng có nóc nhà luôn. Đó, bây giờ là em đã quay cả nhà mình quan sát được không ạ? Dạ. Dạ, thì nãy giờ em cũng đã giới thiệu đầu đuôi ranh giới của lô đất. Chiều ngang mặt tiền đường bê tông là 23m, sâu xuống 66, trên đất của mình có sẵn 100m thổ cư. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 900 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì mọi thông tin cả nhà kết bạn và liên hệ trực tiếp với em ha. Đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã ủng hộ và theo dõi em trong thời gian vừa qua.